Và kính thưa anh chị, thì hiện tại chúng tôi đang có mặt tại nhà tù Lao Bảo, tại thị trấn Lao Bảo của tỉnh Quảng Trị. Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, sách đã lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn, phá không gian giam cầm ta. Nhìn kia trông ra đằng xa xa, ba bốn anh đang dốc trâu ra đồng. Kia trường tóc đèn lanh đanh, phong cách tươi, ba người dần cười vui. Kia cô em đang trung du trên núi cao, đôi mắt hình hồng đào. Kia sông sâu rừng hoang vu, mang nét riêng, không ai đâu xanh bằng. Ôi Việt Nam. Hôm nay ta mới biết đám cưới trong thôn quê, cùng nhau ba đêm vẫn chưa hết. Hôm nay ta mới biết những vách núi treo leo, chợ phía Sapa tỉnh Lai Lan. Hôm nay ta mới biết lúa nếp gói cơm lam, ngọt thơm hương Tây Bắc. Hôm nay ta mới biết mái ngói vách tranh xưa. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, sách ta lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn, phá không gian giam cầm ta trong những ưu tư mỗi ngày. Đón lấy thế giới tôi đang nhìn kia trong gian đặc xa xa, ba bốn anh đang giúp trâu ra đồng. Nhà trường tóc đèn lanh đanh, phong cách tươi, ba người dân cười vui. Kia cô em đang trung du. Xin chào quý vị đang xem, đang lắng nghe vlog của nhóm PT02. Và tôi là Hoàng Dương, hiện tại tôi đang có mặt tại thành phố Quảng Trị, một trong những địa chỉ đó trong cuộc chuyến hành trình chúng tôi đến trong năm 2023. Và đến đây thì đối với cá nhân tôi đến một lần rồi, và này là lần thứ hai, nhưng mà cảm xúc thì lúc nào cũng như là lần đầu. Và khi lắng nghe những anh chị hướng dẫn viên chia sẻ với những câu chuyện, những cái chiến tích của ông cha ta, thì cá nhân tôi rất xúc động và cũng mong muốn được rằng là anh chị của các bạn cùng chúng ta, và muốn giới thiệu thêm cho những người bạn của chúng ta nữa, những người thân trong gia đình của chúng ta biết thêm về Quảng Trị, biết thêm về thành phố Quảng Trị, và chúng ta sẽ biết thêm nhiều hơn về những cái chiến tích, những cái sự hy sinh của ông cha ta trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ và chống quân xâm lược. Xin mời chúng ta. Nước mắt thắm trong niềm tin mãi luôn đong đầy, bài ca hát chọn đêm nay dành tặng bạn ơi, luôn dõi theo từng nụ cười lặng nhưng phía sau là chuyện phai mãi không rời. Mặc nắng gắt hay mưa ngâu, dù thời gian có xóa phai nhòa lạc trôi những ký ức mà tôi vẫn thế không thay đổi. Hôm nay thì đến chúng tôi đã có mặt tại khu di tích tưởng niệm đại thi hào Nguyễn Du. Chúng tôi đang có mặt tại nhà Bác Hồ, quê nội của Bác, và ở đây thì là làng Sen.
ngày sau vẫn thương nhớ nhau mong mặt lưng không muốn rời. Có ai xin nhìn đàn ở phía trước cho dù nhiều trong gai kiên cường lên rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua. Dẫu ai phương trời dù nhìn chung dù xa xôi.